Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị gia chủ tuổi Mậu Tý thân mến, chắc hẳn là quý vị đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 1 âm lịch này sẽ như thế nào đúng không ạ? Xin chúc mừng quý vị bước sang tháng 1 đối với gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 là một trong những người cực kỳ may mắn và thành công. Không những tiền đầy túi mà về phần gia đạo cũng bình an. Chúng ta hãy bắt đầu và phân tích về vận trình của tuổi Mậu Tý trong tháng 1 âm lịch này quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh là phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Thiên định, người tuổi Mậu Tý bản tính hiền lành, chất phát, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ của cải chưa có nhưng về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì người này được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm. Người tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định thời son trẻ. Tuy vậy, họ lại hay ỷ lại vào bản tính lanh lẹ của mình nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất và đôi khi tỏ ra thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận sóng gió trong cuộc đời người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Xem tử vi tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần, người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên bản mệnh cần phải chú ý nhiều đến tính tình của mình. Các mệnh chủ cần phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp suy nghĩ nhanh, không thấu đáo sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thất sát, thiên quan. Nghĩa là trong tháng này các gia chủ tuổi Mậu Tý nên cẩn trọng với nhiều công việc để tránh gặp phải hạn thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án giải quyết tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu người sinh năm 1948 vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Bạn cần phải lưu tâm vì có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi vậy là có hại cho chính mình trước tiên. Tuy nhiên dù sao thì bản mệnh cũng là người có tuổi, việc quan trọng nhất lúc này là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều, quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm và tiền thuê nhà cửa. Vì thế người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần, sức khỏe của người tuổi Mậu Tý rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó bạn cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần phải chú ý đi lại, tử vi cho thấy có thể sẽ gặp phải tai nạn bất ngờ trong tháng này. Nhẹ thì xây sức chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này của gia chủ thì chỉ cần một tổn thương nhỏ thôi cũng rất khó hồi phục, nên với bất kỳ lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân, tiền tài danh vọng tài lộc. Mậu Tý bạn đã cố gắng cả đời, lúc này là lúc hãy quan tâm đến bản thân của mình nhiều hơn bạn nhé. Các gia chủ tuổi Mậu Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các gia chủ tuổi Mậu Tý đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Do đó bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu bạn không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần đời còn lại của mình trong cuộc sống này. Tháng 1 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình luôn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để con cái của mình như vậy, sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Bởi vì là người cha người mẹ trong gia đình, lúc này bạn hãy là tấm gương sáng được con cái noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con của mình và cho chính bạn. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Mậu Tý trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sai Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tý trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 1 năm 2022, tức ngày 5 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Tráng Mộc. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch tới đây. Và từ đó thì quý vị sẽ có được những kế hoạch, những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn trong cuộc sống. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.